chào mọi người. Hôm nay cửa hàng về hai cái bay khủng của hãng Inco. Thì hai cái bay này nó có cái size là 10 inch và một cái nữa là 11 inch nha. Một cái này nó chiều dài này là 250 mm, còn một cái là chiều dài cái này là 275 mm, nó gần 3 tấc á, 275 mm. Anh em thấy hai bay khủng không? Nói chung là những cái hàng mới thì mình được cập nhật cho anh em nắm hết, nhưng mà những cái này thì mình nghĩ với các anh em làm vườn thì có lẽ hợp lý hơn là anh em xây dựng ha. Đó thì còn anh em trong xây dựng thì cũng thể là làm gì nhỏ nhỏ hoặc là tô hoặc làm gì ha, cũng tùy theo nhu cầu anh em. Thì cái bay này cũng dẻo nha, đây nè, nó dẻo chứ thôi nó không có cứng nha, nhưng mà này nó dẻo. Thì tất cái này nó đều hàng rất là chắc chắn, anh em xem cái mối hàng nè ha, hàng rất là chắc chắn luôn nha, chứ nó không có hàng bấm này nữa, nó hàng nổi ra đây luôn nè. Cái bay này cũng vậy nha, và giá cực kỳ rẻ luôn. Cái cây này có 80.000 thôi, cây này là 70.000 nha, giá rẻ thấy mắc sợ luôn ha. Với cái này anh em mua về thì cái tiền ship hơi mắc nha, mà nói trước cái này tiền ship hơi mắc á, thì anh em mua thì báo ship đồng ý thì mình ship hàng, không thì thôi. Đó, chiều dài của cái bay này nó chiều dài nó tới là 2 tấc 75, mình đo thực tế nè nha, 2 tấc 75 luôn. Cái bề rộng bề ngang của cái này là 1 tấc 4 anh em ha, bề ngang của bụng này 1 tấc 4 nè, đó 1 tấc 4 thấy chưa, 1 tấc 4 thì nó sẽ đi từ từ xuống, anh em sẽ từ từ xuống nè, 1 tấc 4 ha, nó chạy từ từ xuống 1 tấc đó, 1 tấc 1 không đó, đầu như đây còn lại chút xíu như vậy ha. Cái cán như đây, cán là khoảng cũng 1 tấc 4 luôn đó. Thì nó thiết kế cái khoảng từ đây ha, từ cái khoảng cách từ cái này nè nha, khoảng cách từ cái mặt này lên tới tay này gầm này là khoảng cỡ cái đầu trên đây nè là khoảng cỡ 10. Tại sao mình phải đo cái này? Nhiều anh em á đo cái đầu nhõng của cái tay này ha, đầu nhõng như là tay nằm nhõng như nè đó, anh em phải cầm biết được đó, đó cái đầu nhõng của cái tay. Thì đây mình sẽ đo anh em biết ha, nằm như vậy đó. Thì cái cao nhất bên đây luôn á, nằm trên đây là khoảng cỡ 9 phân rưỡi ha, đó, rất là to. Bay này mà có 80.000 thôi sao rẻ thế. Dẻo nha, bay này cũng dẻo đó, làm bằng thép đó. Còn cái bên cây bay này có 70.000 nha, 70.000. Bay này là 250 mm 10 inch. Thì cũng thiết kế đây nè ha, cái tay cầm của hãng này nó sẽ nhỏ hơn này một chút, thì thiết kế nhỏ hơn, nó cũng dẻo nha. Thì cái bay này nó chiều dài cũng là 250 nè đó, anh em thấy không, và cái mâm này sẽ nhỏ hơn, mâm này chỉ có 1 tấc 1 tấc 1 thôi nha, khoảng 1 tấc 10 mấy thôi, thì nó sẽ chạy dài xuống, anh em thấy không đó, đưa xuống ha, nhỏ xíu này luôn đó, thiết kế như vậy. Ok, thì anh em nào đang có nhu cầu về những cái bay mà hàng khủng như thế này, cửa hàng đều có. Anh em lưu ý nha, cái bay này mà mình đi coi của hãng Elite, anh em biết một cái bay là bao nhiêu tiền không? 800-900 ngàn một cái luôn á, mình coi thấy khủng luôn á nha, coi mà không dám mua luôn á. Một cái bay giống như thế này nha, của hãng Elite nó bán khoảng cỡ 800-900 ngàn một cái, trong khi cái con này nó có 80 ngàn thôi, có phải là nó rẻ gấp 10 lần không? Đó, thì anh em thử nghĩ coi, nếu mà một hãng Elite đó qua mình lấy cái bay mà 800-900 cái này, anh em mua có mua dáng người mua hay không? Thấy không? Đó, rất là khủng luôn. Cái video này mình đã giới thiệu là mình kéo cái thước đo rồi nha, kéo cái thước đo cho anh em luôn rồi á. Nhiều anh em muốn biết cái bụng này bao nhiêu mình đã đo hết luôn rồi. Cái lý do tại sao mình kéo như vậy là để cho anh em biết là cái đầu thon của nó là nó chạy dài bao nhiêu ha, rồi dài từ 1 tấc 4 nó sẽ thon xuống từ từ để cho anh em biết cái điều đó. Bởi vì cái bay á là cái mà anh em hay cầm trên tay, mà nhiều người mình không có biết được cái size, cái đầu rộng của cái này mình không có mua được hàng. Có thể mình nhìn nó trên video mình nhìn thấy nó nhỏ như thế này, nhưng cầm thực tế mà mình thấy nó to quá nha. Những anh em nào mua nên cầm cái thước kéo ra nằm 1 tấc 4 như vậy có phù hợp hay không nha. Nó cái mâm là phù hợp hay không, bề rộng nè, bề này như thế này nó có phù hợp hay không, thì để anh em có thể biết mình có thể mình mua hàng, tránh cái trường hợp mà anh em đặt hàng xong cuối cùng xuống nhìn thấy cái bay nó to quá không nhận, mất công lắm nha. Đó, bay này có vẻ nó thon hơn nè, anh thấy không? Rồi, quá trời đẹp nha. Anh em làm vườn cũng thích ha, làm vườn thích làm hồ cũng được, muốn làm gì làm. Bay thuộc dạng là khủng rồi đó. Cửa hàng này có hàng sẵn nha, 70.000, 80.000 thôi. Trời ơi, nó rẻ sao kinh khủng vậy. Rồi ok, anh em đang có nhu cầu mua cái bay này liên hệ số điện thoại bên dưới. Giá này chưa bao gồm phí ship
nha anh em, giá chưa cần phải ship, anh em mua cộng thêm tiền ship hàng dùm. Còn anh em là ghé cửa hàng mua thì ok 70-80. Rồi, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.